Thân Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, trong tập 619, trở lại với quý vị chủ đề 12 tháng làm nữ tướng mạng xã hội, thần y, tháng 3 năm 2021 là bước đầu của một kế hoạch. Thưa quý vị chúng ta giờ đây chỉ còn đến từng ngày chờ đến cái phiên tòa xét xử và PH cùng những đồng phạm những người đã gây ra sự hỗn loạn trên mạng xã hội và kéo theo một loạt những vấn đề nhức nhối và trong đó có hai vị trả một cái giá khá đắt vì tham gia cái uh, sự việc của bà PH cản biện lại công việc của bạn. Đó là nhà báo Hàng ni và luật sư chồng với sĩ. Cuối tuần vừa qua thì thân việt có làm một cái chương cầu ý kiến à, của khán giả thân việt phẩm sự. Trong đó thân việt hỏi rằng những cái chủ đề sắp tới đây khi thân việt à, làm chương trình là những chủ đề nào? Với những sự lựa chọn như vấn đề của bà PH, à, vấn đề của nhà báo Hằng ni, luật sư sĩ vấn đề của gia đình của cụ họ Lê, vấn đề của uh, nghệ sĩ cố nghệ sĩ Vũ Linh, uh, vấn đề những cái vấn đề trong xã hội nó gọi là uh, uh, nhức mắt đúng không quý vị nóng mắt. thì uh, thưa quý vị đến ngày hôm nay uh, quý vị vẫn còn có thể trở về trang uh, uh, tác cộng đồng của YouTube nha quý vị để quý vị bỏ phiếu uh, cho đến ngày hôm nay uh, với uh, hơn 300 À, vị khán giả đã bỏ bình chọn đó quý vị thì cái um, à, tiêu đề mà dẫn đầu mà quý vị muốn nghe nhất đó là tiêu đề về bà ph à, về thứ nhì đó là tiêu đề của gia đình cụ họ lê thì à, thưa quý vị Thân việt cũng sẽ tiếp tục làm những cái chủ đề tuy nhiên à, luôn luôn mong muốn sự ủng hộ của quý vị khán giả bằng những à, dòng à, bình luận bằng những cái bấm nhẹ nhàng À, yêu thích chương trình để chương trình được lan tỏa. Anh Việt xin à, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại câu chuyện của à, bà PH. Của quý vị, trong à, tuần này, à, à, có gọi là 7 ngày đợi mong, đúng không quý vị? Thanh Việt sẽ à, à, tóm tắt cho quý vị những cái sự việc đã xảy ra à, theo trình tự thời gian của năm 2021. Những câu chuyện nổi bật mà đã đưa bà Phê từ vị trí của một nữ tướng mạng xã hội đến nữ bị can bị tạm giam lâu nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam chúng ta. Ở đây là một cái thành tích, cho quý vị, mà không biết rằng tự hào hay không đáng tự hào. Nó từ là một nữ tướng mạng xã hội đưa cho mình một cái quyền lực mà có thể nếu ai đi ngược lại dòng suy nghĩ của tôi, tôi sẽ thẳng tay chân trị bằng cách vạch trần những cái điểm xấu trong cuộc đời. Mà thưa quý vị, đã là con người thì chúng ta luôn luôn có những điểm tối, những điểm sáng. Không ai là hoàn hảo cả. Thưa quý vị, à, mà nếu mà bà PH không tìm được điểm tối của quý vị, đối quý vị thì quý vị cũng đừng có lo. Vì bà sẽ nghĩ ra cái phương pháp, những cái điểm tối mà bà có thể nghĩ được không cần bằng chứng, không cần bất cứ một cái gì. À và quý vị, nó gọi là đấu tố. Đấu tố là gì quý vị? Có nghĩa là một người nói chịu người vỗ tay. Thì những cái sự việc xảy ra năm 2021 đó quý vị, nó thực sự là một những trận cuồng phong đấu tố. Cuồng phong đấu tố. Và khi mà bà bị tạm giam khởi tố vào tháng 3 năm 2022 cho đến ngày hôm nay đã là 17 tháng. Những người ủng hộ cho bà PH đã có những lời than phiền cho rằng tại sao cơ quan nhà nước lại làm việc chậm chạp như vậy. 17 tháng trời không lẽ chỉ có những trận nói qua nói lại à, của những người phụ nữ. Ổ thanh việt ở đây xin được mở ngoặc ổ bộ đàn ông không có biết cái lộn hết trời. Đúng không quý vị? À, hình như là chúng ta vẫn có một cái gì ở trong đầu đó. Có nghĩa là Trọng nam khinh nữ quý vị à, Những cái điều xấu ấy, thì phụ nữ mới có Những điều mà tốt đẹp Chỉ có nam giới mới có đúng không quý vị à, Cái điều đó là cái điều mà Ví dụ như là cái chuyện mà của Các cô chiêu đại viên hàng không Cô làm chuyện ABCD đó quý vị Thì danh sách tên tuổi cô được đăng Nhưng mà những người mà gọi là Khách hàng mà tạo dựng Nên cái uh, 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 Không gian đó đó quý vị Thì uh, tuyệt đối là không tự vì Chúng ta giữ theo cái mục đích là trọng nam khinh nữ đúng không, quý vị Chọn nam khinh nữ rồi bây giờ mình trở lại cái chủ đề chính đi quý vị chứ không là thanh việt hay có cái bệnh là lan man lang tâm man lắm đây rồi bây giờ thưa quý vị là những cái câu hỏi hy vọng rằng sau 7 ngày 7 tập thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi mà sẽ được làm rõ về liên quan đến bà PH. Chẳng hạn như bà có thật sự là một người đi gây sự với người bị hại hay là bà người bà bị bị hại tấn công trước, à, cái này cái nó um, uh, nó gọi là cái gì quý vị? nó gọi là 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 bị hại nhưng mà bị hại là tấn công, à, bà có phải là người bị bị hại tấn công, à, rồi bà mới nổi toanh đoan lên để vùng lên khởi nghĩa, dẹp giặc từ thiện, không minh bạch, à, bà có phải là người gây sự với bị, bị hại trước hay không? hay là bà bị bị hại tấn công? À, Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một câu trả lời được gọi là công bằng nhất nha quý vị. À, chúng ta có 10 bị hại. Không lẽ 10 bị hại đều tấn công bà trước hoặc là bà tấn công 10 bị hại trước. Hãy phân tích những câu chuyện đó để chúng ta có cùng một cái quan điểm. Dù là có binh vực đến mấy đó quý vị, có chẹo lưỡi, chẹo miệng, nhắm mắt, bịch tai đi nữa thì cũng cảm phải thấy thấy xấu hổ đúng không quý vị? À, chứ những lời binh vực như vậy câu chuyện câu hỏi thứ hai là người ta thường hay quảng cáo bà là một người làm từ thiện giúp đỡ cho người thưa quý vị đó là những công việc từ thiện tuyệt vời không ai chối bỏ được à, nếu mình đã làm cho dù một xu à, mình cũng có một cái lòng thánh thiện à, thánh thiện nha quý vị à, bà là à, bà là một con người gì quý vị giúp cho người dân tránh khỏi nạn lừa đảo từ chữa bệnh cho đến từ thiện à hay là bà là một người gây rối an ninh trật tự xã hội? Và câu thứ ba đó là bà thực sự biết được những điểm tối của những nghệ sĩ, của các cái nhà báo, của các luật sư à, bao giờ? Bà biết được điểm tối đó bao giờ? Hay là bà biết được điểm tối và bà chỉ sử dụng nó khi mà cái nhu cầu không được thỏa mãn? Thì bà dùng cái đó để có thể vạch trần họ. Và nếu đó là sự thật, đó quý vị, thì bà đang, bà đã bao che cho tội phạm. Bà đã biết câu chuyện của ông yên từ lúc nào. À, bà đã biết câu chuyện ông không chữa được bệnh từ lúc nào. Hay bà biết lâu rồi mà phải chờ đến lúc mà à, tình cảm gái trai vân vân và vân vân không được thỏa mãn thì bà mới vùng lên để vạch trần cái việc chữa bệnh của ông không thành công, cái đó nó gọi là cái gì quý vị à cái đó nó gọi là lừa đảo, cái đó là đi gọi là tống tiền, đúng không, quý vị tống tiền tống tình tống mọi thứ tống à cái đó là trở thành một cái vấn đề gọi là bao che tội phạm à, hay bà là thực sự là một người bồ tát có tâm cứu đời cứu người, thưa quý vị mọi câu chuyện đều bắt đầu vào tháng 3 năm 2021. Nhưng mà thưa quý vị là thực sự ra nó không phải bắt đầu từ tháng 3 đâu. Thời hoài không phải bắt đầu tháng 3. Tháng 3 thì bàn dân thiên hạ mới biết đến câu chuyện của bà. Bà đã chuẩn bị từ trước. Cách đó cũng phải đến nửa năm, cho đến một năm. Bằng những các buổi livestream được tổ chức tại khu du lịch. Ở trong đó, bà là một diễn giả Bà không những xuất hiện tại khu du lịch của mình, bà còn đi đến những nơi mà vợ chồng bà bỏ tiền ra để làm từ thiện. Để bà có dịp mượn cái nơi đó là một cái sân khấu để thực tập những cái diễn thuyết của mình. Mà phải công nhận bà có một cái tài diễn thuyết rất hay, nói rất là để vào lòng người. Tuy nhiên đó quý vị, đó là một loại diễn diễn thuyết mà rất là chợ búa Như quý vị Rất là chợ búa à, Không có một cái uh, Chất văn hóa trong đó Mặc dù bà đã cố gắng sửa đổi Gọt rửa Cho nó thật là thanh tao Thì thưa quý vị Bà đã có những cái buổi thực tập đó Cũng từ khá lâu Được nguyên một cái đài truyền hình à Người ta tổ chức Để uh, trình chiếu những cái chương trình của bà. Mặc dù trình chiếu trên mạng xã hội, nhưng cũng đã được một cái đài truyền hình. À, quý vị có thể tự đi tìm hiểu cái đài truyền hình đó vừa mới bị bên bộ thông tin truyền thông họ rút bằng anh nghề vài tháng. Nha quý vị. bây giờ mình trở lại cái câu chuyện vào tháng 3 năm 2021. Từ việc bắt đầu và là một cái ngồi nọ cho mọi sự việc kéo theo sau. Đó là câu chuyện của ông Thần Y. Ông Thần Y là người bị hại đầu tiên không chính thức. Thành việc dùng chữ không chính thức vì ông chưa bao giờ làm đeo tố giác, tố cáo, phản công bà. Để đưa người ta công nhận đây là người bị hại. Và ông sẽ trở thành người bị hại đầu tiên tuy nhiên chuyện đó nó đã không xảy ra khi uh, tiếp xúc với mọi người ông thần y hay nói rằng đó là một cái kiếp nạn mà ông phải gánh chịu và ông sẽ cố gắng vượt qua nó còn tùy vào cái số mệnh của ông cho đến ngày hôm nay đó quý vị thì thật sự không ai biết được câu chuyện đằng sau câu chuyện của ba người. Giống như là bài hát chuyện ba người vậy thưa quý vị. Và phải nói rằng cái tháng 3 năm 2021 bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Thanh Việt gọi cái đó là ngày định mệnh. Nó giống như là cái bài đêm định mệnh mà ca sĩ Tuấn Hưng hay hát đó quý vị. Thanh Việt thích bài này. Và đặt luôn cho cái ngày 1 tháng 3 năm 2021 là ngày định mệnh của bà h Cái ngày mà là cái ngồi cái ngồi nổ đầu tiên được tung ra và từ đó nó kéo theo một cái hệ lụy rất nhiều người dính vào câu chuyện ba người nó như là một cái nồi cắm lợn xin lỗi quý vị mà không ai biết được cái nào là đúng cái nào là sai người nào bên ai thì người đã cho rằng bên mình là đúng người bên bà ph thì cho bà ph là đúng bà đã bỏ tiền ra cho ông thường y Bà đã cho ông thần y tất cả mọi thứ mà ông cần, ngoại trừ cái thứ ông cần là tiền. Và rồi ông cũng trả lại cho bà, nhưng rồi bị lừa đảo về chuyện. Bà đi tố cáo ông lừa đảo về chuyện chữa bệnh không được, và như là một cuộc đấu tố mọi người reo vui, âm ỉ, kéo theo những cái danh từ là gì quý vị? Thần y lừa đảo, thần y lừa đảo. À... Thì thật sự đó quý vị Bên của ông Yên thì chúng ta nghe được Cái câu rằng Tình cho không Nhưng tôi không chấp nhận Và chúng ta cũng đã thấy được Thấy được cái gì quý vị Những cái đoạn video Ghi âm Do ông Yên Thì ông Yên được cho là tung lên Như lời cảnh báo Để dìm lại Ghim lại sự manh động của bà PH. Tuy nhiên quý vị đã biết rồi, vợ chồng của ông bà đã chối bỏ và cho đó là một cái uh, uh, bù mê nào đó, đúng không quý vị? Bùa mê nào đó? Hay là bà PH nhận thấy là ông yên là chuyên viên đi lừa đảo tiền và lòng tin của mình? nên vợ chồng bà đã đứng ra tố giác. Và thực sự ra, song song với việc tố giác thì bà lên án. Và không cần sự quyết định của cơ quan điều tra đúng hay sai, thật hay không thật. Bà đã tự kết luận luôn và đã tung hết tất cả câu chuyện lên trên mạng xã hội. Mặc dù sau đó thì cơ quan điều tra và ông Yên đã không xác nhận vấn đề này là sự thật là sự thật nhưng quý vị và họ đã chứng minh ông không bị khởi tố. Tuy nhiên ở phần cuối chương trình quý vị sẽ nghe được cái câu hỏi mà thân việt đặt ra là sau biết bao nhiêu sự việc xảy ra ai là người chịu trách nhiệm về cái sự nghiệp về cái cuộc sống cuộc đời của ông yên còn lại thưa quý vị là không à, tất cả chúng ta đã tấn công chúng ta đây là những người trên mạng xã hội. Và thưa quý vị, có những người sau này họ đã hiểu ra và họ không còn làm nữa. À, thân vị không biết được rằng trong khán giả của Thân vị Phóng sự, bao nhiêu người đã ủng hộ cho bà PH tấn công ông Y, ông Thần Y. À, tuy nhiên, sau những sự việc đó, thì mọi người đã nhận được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thông tin đúng, cái nào là thông tin sai và họ đã dừng công việc đó lại. Tuy nhiên, ai là người chịu trách nhiệm đây hả quý vị? Vì ông Yên cho rằng đó là một cái kiếp nạn của ông mà phải tự ông vượt qua. Hay là vì ông thần y thấy được cái họa từ cái việc khu nhà ở tại tỉnh Bình Phước khi mà được ông vôi cho một khoảng đất để làm cái chỗ chứa bệnh nhưng ông đã bỏ chạy và từ cái sự bỏ chạy này đã tạo một cái mối thù riêng với gia đình của ông bà PH vì những cái mối làm ăn sau này à, thưa quý vị tất cả chỉ là những lời giải thích theo cái cảm nghĩ của mình mình ủng hộ ai thì mình sẽ có lời giải thích tốt cho người đó. Tuy nhiên, thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay thì thật sự đó là câu chuyện chỉ có ba người đó mới biết, chỉ có ba người đó mới biết, kính thưa quý vị. Câu chuyện mà chúng ta chú ý ở đây, đâu quý vị? Đó là gia đình của ông Vôi, họ biết được rằng ông thần y không chữa được bệnh là từ bao giờ? là từ bao giờ? Từ lâu rồi trước khi mà họ tố giác việc ông lừa đảo tiền của gia đình ông voi hay là họ đã mới biết sau khi tức giận quá thì nó mới tỉnh ngộ nên mới tìm hiểu được đây là một câu chuyện thú vị vì nếu mà họ thật sự họ biết lâu rồi nhưng mà họ không nói để đến lúc mà câu chuyện nó bùng nổ vì họ nhận thấy rằng ông này đi lừa thì họ mới tung luôn cả cái tin không chữa được bệnh thì đó là quý vị nó gọi là bao che cho tội phạm đó quý vị nha bao che cho tội phạm và dùng cái tin tức mình biết được cho mục đích riêng tư để tống tình tống tiền tống đủ thứ tống còn à, ba thánh có chữa được bệnh hay không đó là chuyện của ba thánh kính thưa quý vị thì đó là cái câu chuyện mà thành Việt muốn trình bày. Gia đình của ông Vôi có thật sự là đã bao che cho ông Thần Y hay không? Ngày 1 tháng 3, cái ngày định mệnh của bà PH. Trên trang Facebook cá nhân, bà PH đã đăng tải một lúc 11 cái dòng status gọi là chấn động Dư luận à, Để làm gì quý vị Để cho mọi người biết Để cho mọi người chia sẻ Vì đây là một cái thông tin Xịt căng đăng khá nổi tiếng à, Thông tin đó là Vì liên quan đến một người Rất là nổi tiếng Đó là ông Thần Y Mà rất là nhiều người biết Khi một người đang nổi tiếng Để có thể đánh động được Thì phải có truyền thông và cái truyền thông đầu tiên mà bà PH sử dụng đó là trang Facebook của bà. Cái điểm đặc điểm ở đây quý vị, trong 11 dòng status đó toàn là những tin chấn động. Nhưng rồi bên cơ quan điều tra một năm sau đã khẳng định không có một cái yếu tố hình sự nào để có thể khởi tố được ông Thần Y. Vậy thì ông Thần Y nhận được một cái tờ giấy cùng một số bài báo nói rằng không khởi tố được ông ông vô tội nhưng ai là người trả giá trả lại cái sự trong sạch cho ông ngoại trừ cái tấm giấy của bên bộ công an thưa quý vị cho đến ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay nha quý vị rất là nhiều người vẫn không tin ông thần y và coi như là sự nghiệp của ông đã đi tộc đi thực sự rồi 11 dòng status này đã mở đầu cho việc hạ đau. Thì đây xin mời quý vị. Bà đã viết khá dài và theo thân việc nghĩ được một người nào đó viết cho bà có thể là một trong ba cái người trợ lý của bà. Những dòng status rất là dài chấm phẩy đàng hoàng. Chấm phẩy đàng hoàng. Hôm nay phê tôi phải nói cho tất cả quý vị biết một sự thật mà tôi đã hứa nhất định sẽ lột trần ra. À, hứa, hứa từ lúc nào? Đã hứa từ lúc nào bây giờ mới lột trần? Sự thật một tập đoàn lừa đảo. Tôi tin chắc tất cả sẽ sốc và sụp đổ khi tôi dám lột trần một người có tên tuổi ảnh hưởng đến sự tin tưởng trân trọng của mọi người trong và cả nước. Tất cả chúng ta đều phải có sách mắt, có chứng, không phải vô cớ mà xúc phạm một người bình thường, chứ nói chi một nhân vật quá nổi tiếng tôi đã xây một ngôi chùa tặng ở Bình Thuận. Sau khi biết tất cả sự thật thì đây là một tập đoàn lừa đảo. Người nhân danh tổ chức ở tịnh độ cư sĩ để đi chữa bệnh cứu người miễn phí. Đó là ông Thần Y Yên. Mà mọi người và cũng như tôi và ông Vôi xem như là Thần Y cứu người. Ông ta mang theo Ông ta là một người mang đạo đức giả tạo. Ông ta có ba vợ, mỗi người có một đứa con. Và ông luôn nói rằng tôi không có vợ trên công chúng. Ly hôn giả để có chức sắc trong tôn giáo. Và cả với gia đình ông, gia đình vợ ông, học trò của ông và những người thân của ông đều nói theo một kịch bản xuyên suốt. Mà ông tu hành, ăn chay sống độc thân để đi cứu người. Chúng tôi đã tin và hết lòng trợ giúp hơn 200 tỷ. Chưa tính uh, ngôi chùa xây, ông kể khổ, khi ông đi làm từ thiện, xây chùa và lo cho 17 vườn thuốc mỗi tháng chi phí hơn cả tỷ. Nợ nần khi uh, xây chùa và lo cho ba tánh ông có tài sản chưa bán được nên nợ nần khắp nơi. Tôi hoàn toàn tin thông cảm và hết lòng giúp đỡ. Ông cao thủ đến mức cho tôi à, rất nhiều tài khoản để trả nợ thay ông để chứng minh ông thiếu nợ. Sau đó tôi mới phát hiện tất cả những tài khoản đó là từ một gia đình ông cha vợ, cháu vợ, em ruột, em rể, học trò ông, cháu ruột ông và toàn bộ người do ông sắp xếp. Tôi tiếp cận gia đình ông không sót một người nào nên dần dần tôi hiểu ra gần đây nhất là tiền cứu trợ và tiền vật tư xây dựng hơn 8 tỷ 2, ông bỏ luôn vào túi riêng. À, thưa quý vị, khi một cao thủ như ông ta mượn đạo tạo đời, che đậy mọi hành vi bị ổi, nhằm vào lòng thương và sự từ bi để trục lợi, mang tiền về Cà Mau, để cho cha vợ và vợ mua đất và giúp làm cầu đường để đánh bóng tên tuổi cho việc kinh doanh. Thưa quý vị, đó là một cái dòng status đầu tiên rồi sau đó lại những dòng khác thú quý vị Nó cũng tương tự như vậy Là mượn danh nghĩa quyên góp Nói là xây chùa để trục lợi Đã sai với tôn chỉ của tịnh độ Chưa nói ông làm mưa làm gió tự phong mình là thần y Thưa quý vị ông này chưa bao giờ tự thân phong, phong mình là thần y nha quý vị Câu, uh, câu sau thì nó lại va chạm vào câu trước Đây đây Câu trước các quý vị thì bà lại nói rằng uh, Đi chữa bệnh cứu người miễn phí Đó là ông, uh, ông Yên mà mọi người cũng như tôi xem như thần y cứu người. À, nhưng mà câu sau đó, quý vị, thì à, à, lại nói rằng chưa nói ông làm mưa làm gió tự phong mình là thần y. À, Cao thủ hơn nữa là cả gia đình hỗ trợ ông, nhục nhã hơn là ông cha vợ tiếp tay để ông hoàn tất cuộc sống độc thân một mình và luôn nói điều đạo đức trước công chúng. Một tổ chức quy mô rất bài bản, rất chuyên nghiệp thưa quý vị câu trước nó lại dẫm câu sau à đây là một cái câu chuyện một cái cách đi mà chúng ta đã gặp rất là nhiều từ phía của bà PH có lẽ là à, nhiều người viết giúp bà hay là bà bận công việc của một CEO bà quên nhưng quý vị quên thôi chứ à, thật sự bà không có ý như vậy rồi cũng trong cùng một ngày 1 tháng 3, qua ngân hàng OCB à, ngân hàng bà đã cho doanh nghiệp của bà mượn đối quý vị à À, tất cả những cái chuyện mà tài khoản à, rất là nhiều để chiếu cho mọi người xem. Rồi cũng cùng một ngày đó, ngày 1 tháng 3, cái ngày định mệnh của bà PH. Mọi người sẽ từ từ tìm hiểu và có những cảm nhận chính xác của mình. Tôi sẽ đưa sự việc này vào bộ công an để làm rõ. Ít nhất cũng thấy rõ một con người mang danh nghĩa lương y và thần y chuyên đi chữa bệnh giúp người mang đi bộ mặt giả tạo để lôi kéo đám đông lôi kéo sự tín ngưỡng, sự tò mò, sự trân trọng khi chúng ta biết được một sự thật đau lòng. Khi tôi nói lên sự thật này, tôi cũng sẽ yêu cầu thu hồi ngôi chùa tôi đã xây tặng giao cho người khác quản lý. À, và tôi đã biết đã có rất nhiều người bị lừa đảo. Khi bị phát hiện thì bọn chúng chỉ trả lại một phần để mọi việc được êm xuôi. Đây là thói quen chuyên nghiệp của ông ta. Ông cha. Rồi. Tiếp tục đăng những cái này nha quý vị. Gần 50 tờ giấy à, từ ở nhà băng để chứng minh rằng bà đã chuyển tiền cho ông và gia đình của ông như thế nào. Nếu không có kịch bản, không có tổ chức, không có cả một gia đình quy mô, thì làm sao tôi có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy, hơn cả trăm tỷ, hơn hai trăm tỷ. À, con số không phải là nhỏ, họ biết khai thác, họ biết dựng lên mọi khổ đau khó khăn đi giúp người miễn phí chính mẹ của ông Yên là người tôi nhận làm mẹ vì tôi và anh Dũng đã nói cho con trai tôi làm con nuôi mẹ của ông Yên tôi cũng gọi bằng mẹ nên tôi đã tin tưởng tuyệt đối chính mẹ ông ta đã đóng góp cho ông Yên lừa đảo hàng hảo nhất các em gái của ông học trò của ông cùng với cha mẹ vợ là những người đóng góp tích cực nhất để ngày hôm nay ông Yên làm chủ trì ngôi chùa họ là cao thủ tinh vi đến đến không để người tầm thường không tiếp cận thì mãi mãi sự việc của ông ta không bao giờ bị phát hiện. À, thưa quý vị, chúng ta đọc thì chúng ta cảm nhận thấy cái gì quý vị? À, chúng ta cảm nhận là cái nội dung chính của việc đi tố giác là gì? Là bà bị lừa đảo vì tiền, tiền bà tự giúp khi mà bị khi mà bà cho rằng bà đã tin tưởng những lời nói xạo của ông. Đúng không quý vị? À coi như là việc, uh, việc lừa đảo đó quý vị. À, lừa đảo đó. Rồi hay là bà muốn nói về câu chuyện là um, ông không đi chữa bệnh, ông lừa đảo. À, ông không đi chữa được bệnh. Rồi ông lừa đảo lấy tiền của mọi người. À, thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện cũng khá thú vị vào cái thời điểm mà xung đột nảy ra cái đế, cái đế ngày định mệnh đó. Đúng không quý vị? Rồi Rồi rất là nhiều quý vị. Ông tự xưng ông là luật sư thì đúng à, ông à, ông thần y đã một thời học về luật nha quý vị nha. Thực sự à, là vậy nên tôi đã nói với quý vị là cao thủ lừa đảo, cao thủ đến mức không thể nào có thể quý vị tin được một tập đoàn lừa đảo máu thịt và cả gia đình vợ ông. Ồ. À thưa quý vị là là vì bà tin tưởng rằng luật sư thì phải là đi lừa đảo. <laughs> luật sư thì phải lừa đảo, lừa đảo cao thủ lừa đảo. À, và biết này ông tự xưng ông là luật sư, thật sự là vậy nên tôi đã nói với quý vị là cao thủ lừa đảo, cao thủ đến mức không thể nào tìm được đâu trên YouTube. Ông nói không vợ, ủa sao mà cứ có cái chuyện này cứ định đi à, chắc bà đang có một cái cái gì quý vị và không chịu được về cái chuyện mà à, có vợ hay không có vợ. À, vì vậy mà chúng ta không biết được câu chuyện là gì quý vị, lừa đảo chuyện gì lừa đảo chuyện tiền của bà, lừa đảo chuyện uh, chiếm đoạt tài sản từ thiện, lừa đảo chuyện uh, không chữa được bệnh cho ba tấn, à, lừa dối bà là 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 một thần y. Mặc dù là câu đầu nói rằng chúng tôi coi ông như một thần y, nhưng về sau họ nói rằng ông tự phong mình thần y cho tôi không cho mình là thần y. Hay là bà ghen bà bực mình về cái chuyện ông có vợ, tôi cũng không hiểu nữa nha quý vị. Cho đến một ngày, à, nhưng có đến ba vợ ba con, nhưng luôn miệng nói không vợ ăn chay trường và một lòng sống vì mọi người. Tôi Tha Thiết kêu gọi mọi người từng mua phiếu chữa bệnh từ nhóm kính của ông bán ra hay hãy cùng tôi lột chân sự thật. Vì làm gì có chuyện miễn phí ở đây, ông ta truyền thông rất cao thủ. Một số người nghe tin kéo đến nhưng phải có phiếu mua mới được vào. Vậy sự thật đến chữa miễn phí có đúng hay không? Ai đã chữa hết câm điếc cho uh, từ ông hãy lên tiếng giúp tôi vì chính em ruột của nguyên đã nói nhiều sự thật cho tôi biết vì họ không cam tâm nhìn thấy ông đi lừa đảo rồi cũng cùng một ngày đó thưa quý vị sự thật luôn lột trần ra tất cả nhân quả hiện tiền tôi nguyện sống theo hạnh bồ tát giúp đời giúp người nhưng sống chính nghĩa sống chân thành cái này khó hiểu đấy nha quý vị hạnh bồ tát quý vị nào à, để à, có hạnh bồ tát gọi à, là đã tu bồ tát giới, nhưng quý vị thì có thể à, để lại lời bình luận cho Thánh việt biết được rằng trong hạnh bồ tát giới có hạnh nào giống hạnh của bà ph không hả thưa quý vị? này hơi đặc biệt á giữa cái thiện và cái ác lương tâm tôi rõ hơn ai hết. tôi luôn cầu mong sự bình an trong cuộc đời và còn lại đây là sự thật mà chính tôi luật trần như tôi đã từng lột trần một sự thật khi cả nhóm người mê tín đã mai một anh vôi suốt 18 năm. Chỉ có tôi, một mình tôi chiến đấu để giành anh lấy lại có ngày hôm nay. Nhưng bây giờ tôi không lẽ loi, tôi còn mọi người ủng hộ, cổ vũ tôi. Wow. Và chưa hết nha quý vị, 11 bài lận mà. Đây là người ông ta nói là chủ nợ ở Cà Mau nhờ tôi giúp trả tiền ông ấy 12 tỷ. Sau đó tôi mới phát hiện đây là cha vợ, người kế bên là vợ ông ta. Số tiền 12 tỷ đó tôi đã đòi lại và đòi thư kiện ông ấy vì vô lý. Rồi, rồi tháng 3, cũng ngày đó, cũng ngày 1 tháng 3, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ thương mến tôi. Sáng nay, tôi và anh uh, Vôi đã có cuộc gặp gỡ với tịnh độ cư sĩ. À, uh, sau đó tất cả sẽ nhờ Bộ Công an làm rõ mọi sự việc. À, tôi đã sụp đổ và cả tổn thương rất nhiều nhưng vẫn mạnh mẽ, chia sẻ và lột trần. Ai thương ghét xin đừng xúc phạm tôi vì sự thật tôi đang đối đầu để mọi người thức tỉnh. À, thưa quý vị, 1.700 lượt bình luận, 322 lượt chia sẻ, 15.000 lượt yêu thích. Nếu mà nói theo kiểu mà cơ quan điều tra tiến hành điều tra những cái vấn đề trên mạng xã hội quý vị thì thầy họ hay xem bao nhiêu lượng bình luận bao nhiêu lượt chia sẻ rồi bao nhiêu lượt like trên Facebook vì đó là cái độ tương tác nha quý vị và cũng là cái độ gì quý vị lan tỏa của dòng thông tin nếu thông tin đúng thì lan tỏa tuyệt vời nếu thông tin sai mà lan tỏa nhiều đó quý vị thì cái người viết ra cái thông tin đó càng đi nhanh đó là vậy thì thưa quý vị, đó là ngày 1. Trong ngày 1, nha quý vị, trong ngày 1. À, thưa quý vị, đó là ngày 1, thì à, uh, ngày hôm sau, ngày 2 tháng 3, à, uh, tại tổ đình à, uh, Hưng Minh Tự, tức là thuộc cơ quan trung ương của tịnh độ cư sĩ à, uh, tại quận 6. Một cuộc uh, đối chất đã xảy ra giữa ông Yên và vợ chồng của ông Vôi PH. Tuy nhiên nói là đối chất đó quý vị thì cho nó dùng cái danh từ cho nó nổi chơi vậy thôi. Chứ đây là một cái màn khởi đầu của việc đấu tố. Nếu mà màn đối chất đó quý vị thì chính bà PH đã mời rất nhiều báo chí đến tham gia. Rất nhiều báo chí đến tham gia. Và sau đó bà đổ thừa rằng ông Yên đã mời báo chí, chứ không phải là bà. Thưa quý vị, một người, thưa quý vị, một người biết rằng mình bị người ta bắt đầu đưa ra những cái màn đấu tố về cái chuyện gian lận về tiền bạc, thì mình chắc chắn sẽ không mời ai đứng nghe. Cho dù là mình đúng, thưa quý vị, cho dù là mình đúng. Và nếu mà có mời đó quý vị, thì chắc chắn sẽ không trả lời Như trường hợp của ông Thần Y Đã trả lời vào cái ngày hôm đó Nếu quý vị nào quên Thì Thanh Việt xin được nhắc lại Ông Yên đó quý vị Đầu tiên là bà đi Bà PH đã rất là hùng hộ Sĩ sói à. Nói rất là nhiều Và ngay ở cái buộc Buộc đối chất đó quý vị Có nghĩa đối chất là gì quý vị Đối chất là anh nói tôi nghe à. Tôi nghe À, anh nói tôi nghe tôi nói anh nghe đối quý vị mọi người cùng nghe để hiểu được cả hai bên trình bày mọi sự việc để lên trên bàn để làm gì mục đích cuối cùng của việc đối chất là tìm ra được một cái điểm được đồng ý bởi hai nhóm hai bên cùng có lợi chứ không phải là một cuộc đối chất là một cuộc đấu tố để xỉ sói nhau thì nếu mà ông yên đem báo chí đến đó quý vị thì ông chắc chắn là sẽ phát biểu, sẽ nói theo kiểu khác chứ không phải nhẹ nhàng. Trong khi bà phải hát đối vị thì bà làm sao? Bà đã đóng sóng ngay. Đây là một người lừa đảo và tiếp tục chỉ tay về phía của mình. Bà cho rằng bà đủ ít tài liệu, chứng cứ đầy đủ. Chúng ta có thể tìm hiểu lại ngay trong cái buổi livestream đó vẫn còn. Trên báo chí vẫn nêu lên cái cuộc đối mặt đó. Đây là cuộc đối chất đầu tiên. Cuộc đối chất thứ hai là tại cơ quan PC01 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra một trận đụng độ nảy lửa đúng không quý vị? Thì đây quý vị nãy ngay thấy trên màn hình là người đẹp người đẹp đó quý vị rất là mạnh mẽ hung dũng hoàn toàn không như là lời văn bà nói. À, bà có hạnh Bồ Tát thưa quý vị. Nếu quý vị nào uh, tu hạnh Bồ Tát thưa quý vị, Bồ Tát giới đó. Đây là một cái phẩm hạnh của Bồ Tát thì ôi chà chà, một sự hiểu sai lầm trầm trọng, trọng. nhưng quý vị nhé, phải tội chết. Theo ta mà không hiểu ta là một tội tày trời. Đức Phật đã từng dạy vậy. Cái điểm đặc biệt là Thanh Việt đã từng thổ lộ với quý vị những nhân vật đứng đằng sau bà. Cái cô áo trắng đứng xa xa đó, đó quý vị. Cô là đồng phạm trong vụ án sắp đến. Cái người mặc áo bông màu đen đứng ngay đằng sau bà PH là một người khá là nổi tiếng. tự nhiên im bạc một thời gian. nhưng Im bạc một thời gian. Người được cho là thư ký của bên công ty của ông Vôi nhưng sau đó thì người này đã sang phụ giúp bà như là một người thư ký trợ lý riêng của bà. Đây là người thư ký trợ lý thứ nhất của bà, rồi mới đến cái cô sau này mà bây giờ biến thành đồng phạm đúng quý vị. Mà cũng rất là may cho cái cô áo đen đó cô rút kịp thời. Rút kịp thời. Cô này cũng đã từng đứng tên làm đại diện pháp lý cho cái công ty găng tay của ông vôi sau này tên cô đã được rút ra thưa quý vị cô đó chính là cô trinh quý vị người đã có tên trong cái việc mà tiếp nhận cái uh, tiền do ông uh, thần y trả lại và cùng với bà PH họ đã chối đây không phải là chữ của họ đến khi mà công an phải tốn thời gian đi xác minh thì mới biết đây là chữ ký và chữ tiếp nhận của họ chứ không phải là của ai Đấy đó quý vị. Bà nói rằng ông ông thường Y đã trục lợi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng khi mà giúp bà thay bà xây hướng ngăn tự. Bà đã nói rằng ông ông thần Y này đưa tin sai sự thật, nói rằng mình thiếu nợ, nhưng mà mục đích của ông là để chiếm đoạt tài sản, và rồi chiếm đoạt sổ đỏ, lên đến cả hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Đây đây quý vị đây hình ảnh của bà đầy đủ các báo chí ghi nhận không thiếu một cái gì hết bà hôm đó rất là hung dữ hung dữ nhá quý vị hung dữ rồi bà tố giác rằng ông này đã chiếm đoạt tiền mà bà gửi để làm từ thiện ở miền Trung hoặc là bà gửi để đóng góp cho Hương Anh tự thì người này cũng chiếm đoạt Bà cho rằng ông Yên đã chiếm đoạt hơn gần 200 tỷ ngoài cái tiền mà bà đưa cho Hương An Tự để xây dựng chùa thì ông Yên cũng ăn chặn cái tiền đó luôn nhưng mà cuối cùng đó quý vị người ta cũng không biết tiền là bao nhiêu 200 tỷ, 100 tỷ 300 tỷ, 400 tỷ Ôi trời, trời nó tùy theo ngày ngày nào vui thì ít, ngày nào buồn thì số tiền mượn đó quý vị nó lên nhiều lắm số tiền cho thì nhiều lắm rồi ông ông thần Nghi thì sao quý vị trong cái buổi đối mặt định mệnh như vậy thì ông vẫn rất là bình tĩnh điềm đạm điềm đạm để trả lời à, một cái điểm thú vị đấy nha quý vị một điểm thú vị đó là cái cô nhân vật quan trọng mà bây giờ đã không còn có trong danh sách nữa đó, đó quý vị đó là cô trinh đó lúc thì cô đứng ở phía đằng sau cô nguyên để theo dõi tình hình lúc thì cô đứng ở phía đằng sau uh, của cái uh, bà phê À, người mà cô phục vụ như là một thư ký, người trợ lý. Nhưng quý vị, à cũng khá thú vị đấy nha quý vị. Tại sao lại đứng tới hai bên? Ông ông thần y thì luôn luôn nói rất là nhỏ, bình tĩnh, điềm đạm. Cho vợ chồng của ông Vôi luôn luôn là vị ân nhân, là Bồ Tát lớn. Đã tài trợ cho ông và học trò của ông nhiều tiền để đi chữa bệnh hoặc là mua được cái lô đất rẻ giảm giá đến 30 trăm Tiếp thế đó. Ông cho rằng vợ chồng của ông Vôi là người thân trong gia đình. Mà nếu thấy đứa em của mình sai đó, thì cần gì mà phải kéo nhau ra tới ngoài công chúng dạy bảo lẫn nhau. Mọi chuyện nó êm đềm. Đúng không quý vị? Thì thưa quý vị, có thể ở cái đoạn đầu của chương trình ngày hôm nay Thanh Việt mới đặt cái tự đề là đây có phải là một sự việc cố tình để cho một cái trận chiến thật là lớn, một cái kế hoạch thật là lớn sau này hay không? Anh Việt nghĩ là có. Nếu mà chỉ đơn giản là một cuộc đối chất với những người đi lừa đảo tiền của mình đó quý vị, thì không cần phải gọi báo chí, phải họp báo, không cần phải đăng. Nha quý vị, nhưng đây đã có một cái kế hoạch có sẵn lên khung từng bước một để thực hiện. Và phần nào đó bà đã thành công để giải quyết cái trường hợp của ông thần y, sự nghiệp của ông. Ngày 3 tháng 3, một ngày sau cái buổi gặp mặt, đối mặt, đấu tố đó, thì vợ chồng bà đã nộp đơn, nha quý vị, tố giác Ông thần y đã lợi dụng lòng tốt của họ để chiếm đoạt 183 tỷ đồng, trong đó 63 tỷ là tiền mặt không có hóa đơn chứng cứ. Như vậy đối với vị, đáng lẽ là bà phải nói rằng 100 200 mấy tiền, quý vị, trong đó có đến 200 tỷ tiền mặt không có hóa đơn cũng chẳng ai biết được đối quý vị. À, nói cho nó sướng miệng mà. Ngày 16 tháng 7, ngày 16 tháng 7 trong cái cuộc họp đình đám tại à, báo chí đó quý vị, tại khu du lịch của mình, rất đông đảo lực lượng, hàng trăm youtuber và báo chí chính thống đã đến khu du lịch này. À, trước khi nói về cái phần còn lại của chương trình, thành Việt xin được uống một tí nước. Nếu quý vị nào chưa bấm nút like à, và để lại lời bình luận thì quý vị nhớ để lại bình luận và bấm nút like để cho chương trình được phát triển. thành việc xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. quý vị làm tháng 3 đó quý vị cái mùa dịch covid nó đã, đã về rồi bình dương cũng là một trong thành phố hồ chí minh cũng là một trong những cái địa điểm về dịch bệnh và nó đã cho chúng ta thấy đi cái điều gì bà không quan tâm về dịch bệnh không quan tâm không quan tâm à, ta muốn gặp mặt ta muốn tổ chức ta muốn thế nào đó là chuyện của ta và mùa dịch nó trở thành là một cái mùa mà thực sự quan trọng đối với bà vì mọi người ở nhà nghe được mình nói. Vì vậy mà bà sẽ vượt qua tất cả những trở ngại. Thì cái cuộc gặp mặt báo chí đó quý vị, lúc đầu người ta chỉ tưởng rằng báo chí chính thống. Nhưng sau này đó thì mới biết được là lực lượng quá đông. Cả trăm youtuber đã có mặt đăng ký tham dự để nghe chuyện của bà PH và chồng của bà nói về ông thần y thưa quý vị đông đảo vô cùng kể máy quay máy chụp hình đầy đủ Nhưng quý vị nha à, hàng trăm youtuber có mặt theo báo tuổi trẻ với tác giả Ba sơ công an phải đến giữ trật tự à, hàng trăm youtuber với máy quay trên tay tham dự buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông à, Câu quan trọng là gặp gỡ báo chí truyền thông chưa thấy nhưng gặp gỡ báo chí truyền thông này là truyền thông quần chúng youtuber về sau này bà đã cho những người này lên ngôi một cách chậm chệ thay thế là báo chí chính thống thú vị nên nha quý vị nha tại khu du lịch khiến công an và dân phòng địa phương phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự thay thế đây đây xin mời quý vị nghe cái đoạn chích trước khi chúng ta kết thúc chương trình à đáng chú ý dù với ý định ban đầu tổ chức một cuộc họp báo nhưng uh, thành phần tham dự đông nhất lại là hàng trăm youtuber đến từ khắp mọi nơi. Thưa quý vị và lúc này là tháng 3 năm 2021. Báo chí cũng chưa biết được đây là một cái lực lượng mà sẽ công phá truyền thông. Trong mùa dịch nó như thế nào. Họ đã có một cái tính toán rất là kỹ lưỡng và phải thật sự họ vỗ tay khi mùa dịch đến. Họ vỗ tay khi mùa dịch lên vì hiện, hiện tại đó quý vị À, khi mà báo chí đã trở lại thì chưa chắc là lượng YouTube có thể thay thế được báo chí nhưng trong mùa dịch thì uh, YouTube đã thay thế được báo chí chính thống một cách hoàn hảo số lượng youtuber đông tới mức việc check in mất hàng chục phút các youtuber phải đăng ký trước xuất trình giấy tờ tùy thân mới được vào bên trong trao đổi báo tuổi trẻ đại diện sở thông tin truyền thông tỉnh bình dương cho biết qua nắm bắt thông tin về buổi họp báo tại khu du lịch Sở đã hướng dẫn yêu cầu à, hai vợ chồng ông bà đăng ký theo quy định sau đó đã cấp phép cho họp báo Công an phường Hiệp An lực lượng dân phòng có mặt tại khu du lịch để đảm bảo an ninh trật tự Ban tổ chức cũng à, Ban tổ chức cũng tổ chức đo nhiệt do thân nhiệt xịt nước rửa tay, xác chuẩn à, phát khẩu trang cho những người tham dự Thưa quý vị, đây là một cuộc họp báo. Mà trên việc nói rằng đều đã có mục đích tính toán. Báo chí cũng đã đăng rằng lúc trước chỉ là tưởng là các báo chí chính thống. Nhưng mà khi đến nơi thì mới giật mình. Báo chí chính thống chỉ là một số lượng quá nhỏ và bị đàn ép về số lượng một cách khủng khiếp lấy thịt đè người. Và chính cái số lượng youtuber này đã trở thành là một cánh tay mặt hoàn hảo, không thể nào hoàn hảo hơn cho bà PH trong mùa dịch đã đưa bà từ một cái người mới biết đi vào mạng xã hội đã trở thành là một nữ tướng trên mạng xã hội, à, nắm giữ một khoảng thời gian là gần 12 tháng trời tung hoành trên mạng xã hội với những uh, người mà bà nói đến là những nhân vật nổi tiếng người của công chúng rất thú vị phải không quý vị và cái điểm đặc biệt đúng không, quý vị chúng ta nghĩ rằng ông thần y phải là người bị hại đầu tiên. Nhưng tiếc rằng, ông nghĩ đó là một cái kiếp nạn ông vượt qua. Đó là một cái sự thử thách của một người đi tục. Thì thôi, mọi người có một cái sự suy nghĩ riêng cho chính mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không hiểu được rằng có phải thật sự bà ta bực mình với ông thần y hay cái đó chỉ là một cái cớ và được xé ra thật là to cho những cái kế hoạch mà bà ta, ta đã thực hiện trong một năm qua từ năm từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 hay không. Mục đích cuối cùng của bà là gì? Hay chúng ta chỉ có nghĩ rằng theo kết luận của cơ quan điều tra bà ta à, lầm tưởng đến cái quyền hạn của mình để có thể lên thách đấu ai thì thách đấu. Thưa quý vị, nếu bà ta thực sự là một người làm ăn, một CEO thì không ai muốn đánh bạc với cái sự nghiệp của mình. Không ai rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức như vậy. Không ai có một cái bản chất, à, một cái cách sử dụng ngôn từ giao tiếp như bà ta. Đây là một vụ án mà Thanh Việt nghĩ rằng kết quả thì cũng sẽ có, bản án thì cũng sẽ có. Nhưng cái câu trả lời thực sự, tại sao ngoại trừ bà ấy bị tâm thần? bà mới lên trên mạng với những cái hành động như vậy cái việc xin tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai với những thông tin tiếp theo i love you